Xin kính chào quý vị. Lời đầu tiên bằng sự kính trọng và tình thân ái, cho phép con được thay mặt các bạn trẻ giáo xứ Võ Lâm kính gửi đến quý vị lời chào và lời chúc mừng Giáng sinh ấm áp, an bình trong tình yêu Chúa Hai Đồng. Kính thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa thôi chúng ta được chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất của đời người Kitô hữu, đó là khoảnh khắc con Thiên Chúa xuống thế làm người, hay chính là Chúa Giáng sinh. Trong niềm vui chung ấy, con rất vui mừng vì được cùng ngồi cạnh các bạn trẻ trong giáo xứ. Và sau đây kính mời mọi người hãy cùng lắng nghe những cảm xúc, những câu chuyện mà các bạn ấy chia sẻ. À, chào em, dường như em có cảm xúc gì đó muốn chia sẻ. Và chăng đó chính là sự háo hức của em trước thời khắc Chúa Giáng sinh? Dạ vâng, em cảm ơn anh. Thực sự thì lúc này em cảm thấy rất là vui vì giờ thời phút này em được ngồi tại nơi đây, bên máng cỏ nơi thánh đường của giáo xứ Võ Lâm, để nói lên cũng như là chia sẻ cái cảm xúc hồi hộp nhưng mà rất là vui sướng trong cái thời khắc trọng đại cũng như là cái sự kiện quan trọng này. Nhưng mà cũng em nghĩ là không chỉ riêng em đâu, mà cả bạn hay là anh và tất cả mọi người đều, chúng ta đều mong có một cái thêm một năm nữa cũng như là thêm một lần nữa để được ngắm nhìn Chúa Hài Nhi chào đời. Chào em, anh thấy rằng để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh thì các bạn trẻ trong giáo xứ của chúng ta đã rất tích cực tham gia các buổi tập cảm thức, trang trí giáo xứ và cả làm hang đá nữa. Và em có thể nói rõ hơn cho mọi người biết về những cái việc này không? Dạ, em cảm ơn anh và quả thật là Giáng sinh đúng là một dịp để cho tất cả mọi người chúng em được có cơ hội được gần gũi với nhau hơn. Và nhờ có sự chỉ dẫn của cha nè, rồi quý sơ mà chúng em được làm cùng nhau làm hang đá và cùng nhau chuẩn bị tất cả mọi thứ cho đêm canh thất. Và có một điều rất là thú vị đó là chúng em được làm bằng hang đá bằng lon bia và những chai nhựa đã bị vứt đi. Và điều này rất là có ý nghĩa đối với chúng em, bởi vì từ những thứ mà tưởng chừng như là bỏ đi thì nhờ vào việc làm hang đá mà chúng em đã biết được là mình đã biến điều không thể thành có thể, đó là chúng em đã tạo ra một ngôi nhà nơi mà Thiên Chúa chào đời. Vâng, cảm ơn em. Những buổi tập canh thức thì có ý nghĩa như thế nào đối với em? Dạ thưa anh, thưa quý vị, thì thực sự là qua những cái bài học giáo lý hay là qua những cái buổi cầu nguyện, những bài đọc kinh hay là qua những cái lời giảng của các cha thì chúng em cũng phần nào hiểu được cái công trình cứu độ của Thiên Chúa cũng như là những cái hành trình của người. Tuy nhiên thì thực sự rất là ý nghĩa và thiết thực khi chúng em được hóa thân vào những cái nhân vật lịch sử. Chúng em như là được sống lại, sống thật với cái không khí, hòa mình vào cái không khí mà của buổi đầu tạo dựng cũng như là cái sự cảm nhận được cái sự lạnh lẽo, nhưng mà rất là hạnh phúc trong cái giờ khắc Chúa chào đời. Qua đó thì chúng em biết được là cái công trình cứu độ của Thiên Chúa thực sự nó rất là lớn lao và vĩ đại. Cảm ơn em. Có người cho rằng hiện nay giáo xứ của chúng ta rất là quan tâm và yêu ái đến giới trẻ. Em có suy nghĩ gì về ý kiến này không? Dạ vâng, em xin được cảm ơn câu hỏi rất là ý nghĩa của anh. Và trong dịp trò chuyện, lần trước trong dịp trò chuyện với cha xứ và trong dịp bổn mạng thì giáo xứ thì cha có nhấn mạnh với chúng em là giáo hội là của giới trẻ. Và câu đó này đã làm lay động trái tim của mỗi chúng em. Và em thấy rằng là mỗi chúng em là cần phải cố gắng và có trách nhiệm hơn nữa, bởi vì chúng em chính là tương lai của giáo xứ và đi xa hơn nữa là tương lai của giáo phận. Và bởi vậy nên chúng em cần phải cố gắng và có trách nhiệm hơn nữa để khỏi làm, không làm mà thất vọng về sự mong đợi của cha cũng như các thế hệ đi trước. Kính thưa quý vị, Đức Thánh Cha Francisco đã từng nói, không phải chúng ta là người yêu mến Thiên Chúa trước, mà chính là chính Ngài là đấng yêu thương chúng ta trước, là những bạn trẻ, những người luôn nhận được sự yêu ái, sự mong đợi và một thế hệ trưởng thành. Xin chúc các bạn trẻ hãy là những nụ hoa lan tỏa tình yêu nơi vườn hoa mà Thiên Chúa đã gieo trồng. Và giờ đây, xin kính chúc quý vị cùng tất cả các bạn trẻ một Giáng sinh an lành, đón lấy hồng ân Thiên Chúa đang trải khắp trong lòng mỗi chúng ta. Đêm nay chúng ta có quyền tin và tự hào rằng đây chính là đêm an lành và hạnh phúc nhất mà Thiên Chúa đã dành cho địa cầu. Xin cảm ơn. Xin chào tất cả mọi người.